Em cái mùa dịch này với các em cũng muốn là em cũng không hướng ngoại nhiều ấy, mà em chủ yếu là tập trung cái năng lượng ở bên trong nhiều hơn, nên là em muốn là ở tại cái địa điểm nhà mình mà mình vẫn có thể kết nối tốt với mọi người. Thì cái Zoom này nó có một cái đặc điểm là nó có thể nhìn 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 thấy nhau rất là rõ, và cái chất lượng nó tốt hơn Facebook hay là Zalo hay là Skype rất là nhiều ấy. Thì là em rất muốn học để xem là sử dụng nó như thế nào, và có những cái gói nào để nếu sau này mình có phát triển thêm về nghề coach hoặc là học cùng với nhau thì mình sẽ lựa chọn cho nó phù hợp, mà nó phù hợp với cái tài chính của mình hơn. Xin cảm ơn chị Hằng rất Rồi, nhiều về chia sẻ cảm ơn Trang. ngày Em ơi chị hôm Bình. nay. Dạ, xin chào chị Hằng, xin chào các chị. Em là Bình. Em thì hiện giờ là đang làm tư vấn hướng nghiệp, và cũng trong quá trình đấy thì em cũng hay tham gia học Zoom với vai trò là người học thôi, chứ chưa chưa làm với vai trò là người điều khiển. Mà trong cái cũng đợt Corona này thì cũng hay làm việc với mọi người qua Skype với cả qua Google Meet, thì thấy là Skype nó có một cái đặc điểm là cái tạp âm của nó hay nhiều, và cái kết nối hình ảnh âm thanh nó cũng không có chất lượng. Còn thế nên là cũng cái đấy thì lại thấy là Zoom nó ổn định hơn. Thế thì hôm nay rất là muốn học để xem là sử dụng Zoom như thế nào sẽ hiệu quả nhất trong vai trò mình là một người host. Dạ, em cảm ơn chị Bình. Tư vấn hướng nghiệp chị Bình đang làm ở đâu đấy? Nhỏ nhá. Em đang làm ở ngoài Hà Nội. Em kém chị Hằng 1 tuổi, cũng kết nối với chị Hằng ở trên Facebook lâu rồi, nhưng mà dạ cũng biết chị Hằng lâu rồi, nhưng mà bữa nay mới bắt đầu gặp trực tiếp để nói chuyện Thế chị ngoài đời xinh hơn đúng ạ. Chị Hương ơi, chị Hương. Chị Hương đợt này có dạy online không? Bên chị là bắt đầu dạy, nhưng bên chị dạy xài cái Quickcom ấy. Thì hiện tại thì cũng chỉ được khoảng chừng một nửa các môn á, tại vì đó cái thời gian nó bị ngưng lâu quá. Như hiện tại thành phố Hồ Chí Minh là phải ngưng, chắc là cũng phải hết tháng 4 này là chắc chắn rồi, nên là học kỳ hè là bỏ rồi đó, nên là lấy học kỳ hè. Nhưng mà một số em mà nó năm tư á thì cũng phải cố gắng giải quyết để cho nó tốt Đúng rồi. nghiệp càng sớm càng tốt. Dạ. Thì mình cũng là cựu học viên của hàng, thì chắc là chị em ở đây cũng vậy hết. Dạ. Trong cái trong trên Facebook á, thì mình thấy có một cái group là group các nhóm các giáo viên 4.0. Thì nếu mà Dạ. các chị em mà có tham gia thì mình thấy là cũng tốt, là các bạn ấy cũng chia sẻ rất nhiều các cái phần mềm để xem thử cái nào phù hợp á, và cũng Dạ. có rất nhiều các cái hướng dẫn rất là kỹ. Đó, nhưng hôm nay Chị copy cái nhóm đó vào đây cho chị em join vào để học thêm đấy. Rồi, chị em em cảm ơn dễ chị vào. Hương. Theo nào. Em chào chị Hằng, chị nghe rõ chưa ạ? Có rồi, chị nghe rõ À, đấy. chào các chị nhá. Em là Theo, em đang sống ở Tây Ban Nha được 6 năm rồi. Thì sắp tới em muốn mở một cái lớp dạy online tiếng Tây, và cũng chưa biết sử dụng phần mềm nào, thì đúng lúc support của chị Hằng là dạy về Zoom nên em rất muốn là học hỏi ạ. Em cũng theo dõi chị lâu lắm rồi, từ lúc chị mới đi Úc về và bắt đầu mới mắm phiền nan ấy. Ôi dồi ôi, gần 10 năm em em vâng ạ em thì là em gái của chị Tâm Vũ, là nên thỉnh thoảng cũng thấy chị comment trên Facebook của chị Tâm, nên là em đúng rồi, giọng Tâm này, giọng Tâm kia hả? hỏi. Tâm Vâng, em ở ở Bắc Ninh, là chị Tâm Vũ làm ở Bộ Ngoại giao. đợt đợt rồi chị qua Ấn Độ, chị ở nhà Vâng, Tâm Tâm Vũ ở nhà hai vợ chồng đó. anh Tiến đó. Vâng Ở nhà anh Tiến. Sau khi anh Tiến vâng học online với mình được có thời gian bỏ. thế ạ. Vâng, hôm nay rất Đó. mong là được học tập từ kinh nghiệm từ chị để có thể mở lớp online. Ok em, còn là tí nữa chị hướng dẫn. Rồi, số 7 nào. Hành hành chị hành nào. Hành vi đúng không? Chị đang tắt mic rồi. Chị hành vi bật mic lên nào. Chị hành vi bật bật mic lên nào. Đang tắt mic. Rồi, chị Hải Yến trước đi. Rồi hành vi được rồi này, hành vi Em nói mở đi. được. Dạ, em chào mọi người. Em là học viên khóa sắp tới, năm 6 sắp tới của chị Hằng, nên em muốn tham gia vào cái này để biết thêm về Dũng ạ. Rồi ok, cái này đơn giản, cái này có một buổi thứ hai, tối thứ hai chị hướng dẫn riêng với người học. Dạ. Với người dạy lại khó, con người học dễ lắm.
Dạ em cũng muốn học ở dưới góc độ lên như vậy vì em đang sai cái Google Meet nhưng mà cái biệt chúng thế nào. Chị đã nha. Rồi chị Hạ Yến nào. Dạ em xin chào mọi người, em tên là Yến. Thì em có cái lớp dạy yoga online á. Xong rồi em cũng gặp khó khăn trong cái việc mà khi mà Zoom á thì khoảng 40 phút thì bị hack ra. Nên là em không biết cách như thế nào và tìm hiểu thì sẽ có những cái gói á. Thì em cũng muốn được chị Hằng chia sẻ thêm về những cái gói cước phù hợp. Được. Em giáo viên yoga. Em vào nơi chỗ chị Bùi Châu Đảo hoặc là Nguyễn Hồng Nhí. Hai người đó cũng đang dùng Zoom để dạy yoga thì em có thể tham khảo xem hai người đó làm như thế nào. Chị ơi, chị có thể cho em đường link không? Tại vì em Tí inbox chị gửi cho hai bạn đó mà em kết nối nha. Dạ. Ok em. Chào chị Tân Hương, răng lành nữa. Hà Nội lành lắm ạ. Hello, chào Hằng, chào Hằng và tất cả các bạn. Vâng, hôm nay là mình đến xin phép Hằng và các bạn làm đã xin phép cô giáo Hằng trước rồi. Mình đến với cả một tư cách là để học hỏi và để được học hỏi và chiêm nghiệm thêm, bởi vì bên mình trong công việc thì cũng đang dùng một phần Zoom một chút xíu rồi. Hôm vừa rồi thì dùng một tí tẹo lần đầu tiên. Có một số những cái điểm mà mình nghĩ rằng là càng được luyện tập ấy, cái dùng cái Zoom này thì bọn mình nghĩ là càng được cọ sát nhiều thì sẽ càng lên tay. Cho nên là hôm nay cũng mang tính chất là được phép đứng dự thính để Hằng cứ dạy các và trao đổi với cả các bạn như bình thường. Chị có lẽ là chị đứng ở bên lề để dự thính, nếu em cần hỗ trợ gì thì cứ chị nhé. Ok chị. Dạ rồi. Em chào chị Hương nhá. Vâng, chị Vi nào, chị Vi ơi. Vinh, chị Vinh. Chị Vinh rồi. Chị Vinh. Mình là giáo viên ở Bình Dương. Mình muốn tham gia học để biết cách tổ chức dạy một lớp học online á. Dạ. Chị Vinh dạy với môn chi? Và cũng đang băn khoăn không biết cách làm sao để mình dạy môn sinh. Môn sinh trung học phổ thông ở Bình Dương á. Dạ. Tí nữa em chia sẻ về cái. Nhưng mà hôm nay kia. Chào tất cả mọi người. Rồi em chào chị Vinh nhá. Chị bật mic lên video được không? Rồi Trang nào, Tracy Vũ này, tối quá chị thấy em vào nhưng mà không thấy mặt em. Vâng, em chào chị Hằng và các chị ạ. Em hôm qua có vào rồi nhưng mà tại vì là em kết nối bằng máy tính bàn và em không có webcam, thành ra là em chỉ có thể nhìn được mọi người không nhìn thấy em. Ok. Rồi. Em ở Hà Nội ạ và em đang lĩnh vực xuất nhập khẩu và em biết chị Hằng từ những năm mà chị mới khởi nghiệp từ món Việt Nam và follow chị đến bây giờ, nhưng mà hôm nay mình nói chuyện. Em làm về xuất nhập khẩu cái gì đó? Bên em chuyên xuất nhập những cái đồ hàng gia dụng, đồ hành lý cá nhân trong nhà cho các chuyên gia nước ngoài đến và đi khỏi Việt Nam. Bây giờ á, cái đây là khóa thứ 5 nên những cái thắc mắc của các bạn á, từ cả khóa trước là Hằng nói trước để xong rồi sau cái đó là các bạn thấy có cái thắc mắc gì nữa là bắt đầu mình đi tiếp theo nhá. Thì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là về cái mình chọn gói nào. Vấn đề thứ hai là kỹ thuật, và vấn đề thứ ba là cái cách quản lý lớp học. Thì hôm nay mình sẽ đi cả ba cái như vậy. Cái thứ nhất đó là vấn đề là gói, vấn đề thứ hai đó là vấn đề về kỹ thuật, và vấn đề thứ ba là tổ chức. Mình sẽ nói rất là nhanh, sờ máy tính nó cục điện. Rồi các bạn lưu cái trang web này lại để thấy được là cái còn 9% này. Ở qua trang web này thì các bạn sẽ thấy này, là nó sẽ có bốn cái gói, nó tương đương ở 4 cấp độ, và ở các cái công cụ mở rộng á, nó sẽ lên ở các cấp độ trên. Đó. Thì ở Việt Nam mình á cũng có một cái công ty tên là Trends. Họ dùng cái platform này nhưng mà họ mã hóa lại tiếng Việt và có một cái số chức năng mà nó khác với Zoom. Thì Hằng chưa thử nhưng mà ở lúc chiều Hằng tìm hiểu thấy như vậy. Và Hằng dùng Zoom năm là năm thứ 7. Và từ cái phiên bản là miễn phí cho đến là 17 đô rồi đến 2.000 mấy đô. Thì Hằng trải nghiệm được tất cả các cái cấp độ đó như vậy. Thì Hằng thấy như vậy này,
nếu giống như mình là hai người họp với nhau mà chỉ gặp để nói chuyện với nhau á, thay vì chat Facebook, thì mình lên đây với mục đích công việc và mình record lại cái nội dung đó, nó rất là tốt và nó không giới hạn. Nhưng nếu như mình dùng nó để làm business, để tổ chức một lớp học, thì nhất định mình phải dùng cái gói là $15 một tháng. Để như vậy là thực sự nó rẻ hơn rất nhiều so với mình đi thuê mặt bằng ở Sài Gòn, Hà Nội để tổ chức một khóa học. Các bạn cứ mua một tháng trước, cứ mua hết tháng này rồi hết tháng khác, đến khi nào cảm thấy mà ok ổn rồi bắt đầu phải mua gói một năm. Thì hiện tại là Hằng đang dùng gói thứ ba. Gói thứ ba là trong cái link đó là $2,400 một tháng, một năm. Thì cái gói này nó sẽ full các công cụ, ví dụ như có các công cụ này này, cái breakout này để Hằng để cho các bạn trải nghiệm nhé. Bốn bạn sẽ vào một nhóm và làm bài tập thảo luận, và Hằng sẽ kiểm soát trong quá trình mọi người làm bài tập là như thế nào. Bây giờ các bạn vào một cách ngẫu nhiên nhé, xong rồi vào cái là ra liền này. Rồi các bạn join vào meeting. Đó, chịu anh vào đi, chịu anh vào, bọc anh vào, rồi ok. Chị Hà vào để trải nghiệm ở trong cái phòng đó nó có cái gì bên trong á. Chị vào rồi, xong chị ra rồi. Ok. Dạ. Rồi ok, để em cho mọi người áo lại. Rồi. Thì rồi chị Vinh tắt mic giùm em, chị Hồng Vinh tắt mic giùm em nào. Rồi thì các bạn trải nghiệm vào cái phòng học mà vào từng chia nhóm thì nó ra như vậy, và cái Zoom này nó thích hợp với việc mà coach, nó không thích hợp với việc teach. Teach nó khác coach chỗ nào? Coach là nó chỉnh sửa, mang tính chất chỉnh sửa, còn teach là một người nói và nhiều người nghe. Thì á, với cái việc mà teach thì mình cũng vẫn có thể làm được, bởi vì ví dụ như webinar vài trăm người là điều có thể làm được, nhưng mà nó sẽ hiệu quả không bằng cái việc mà mình vào từng nhóm nhỏ và làm từng nhóm nhỏ, sửa từng nhóm nhỏ mà 3-4 người như vậy. Đó là cái thứ hai. Thứ nhất là về gói. Thì gói thì để mà dài thì phải là đầu tiên là phải mua cái gói thứ hai hoặc thứ ba. Gói free là dùng cho biết thôi, nó không dùng được để cho công việc mình trôi chạy được đâu. Rồi bây giờ qua cái thứ ba, đó là cái cách tổ chức một cái lớp như thế nào để nó không bị lộn xộn. Thì hầu hết các cái giáo viên của 4 khóa trước đều gặp một vấn đề, đó là học trò vào tắt mic, tắt camera, rồi xong rồi làm gì không biết bởi vì cái số lượng nó quá đông. Vậy á, thì vấn đề đặt ra để mà học Zoom hiệu quả là cần cái gì? Nó cần những cái sau. Cái thứ nhất đó là cái quy định trước khi vào lớp. Và điều này phải được làm rõ. Ví dụ như với Hằng thì vào lớp được 5 phút trước khi giáo viên vào. Cái thứ hai, không được tắt chế độ video và voice, cái này âm thanh, không được tắt chế độ cái video recording. Bởi vì tại sao? Khi một người ngồi học và một người khác tắt á, nó tạo ra một cái sự rất lộn xộn ở trong đó. Rồi người khác cũng tắt. Rồi khi học trò mình tắt á, là không biết là các bạn ấy đi đâu và làm gì. Do đó, quy định đầu tiên đó là vào lớp đúng giờ, trước 5 phút. Thứ hai, luôn luôn bật video lên. Cái thứ ba đó là
khi bạn ra ngoài thì phải private inbox chứ không phải là public. Private inbox cho cái người dạy đó là bạn đi đâu, làm gì và bao lâu quay trở lại. Em đi ra ngoài uống nước, 2 phút sau quay trở lại. Thì bằng cách đó là mình sẽ biết được học trò là đi đâu và làm gì và lúc nào quay lại, và mình chủ động cho cái việc đó là sẽ sắp xếp sửa, chỉnh sửa cho bạn đó vào thời gian nào. Và cũng đề phòng một trường hợp đó là nếu như mình không có từ trước thì bỏ đó đi, không biết khi nào quay lại. Và khi một người bị như vậy thì người khác cũng có thể làm được như vậy và làm cho cái giờ học của mình nó bị rối. Tiếp theo một cái nữa là tại sao phải inbox private? Bởi vì khi public á, thì tự nhiên một người nói là làm cho cả lớp sao nhãng thêm, làm cho cả lớp sao nhãng. Do đó mình quy định là inbox cho chỉ riêng cái người hướng dẫn thôi. Đó là quy định thứ ba. Quy định thứ tư là các bạn muốn phát biểu gì á, thì không phải bật mic nói đồng loạt vì hẳn sẽ tạo ra lộn xộn, mà các bạn vào chỗ participating ở 1, 2, 3, 4 ở nút thứ tư từ bên trái sang. Các bạn vào đó chọn nút raise hand, rồi các bạn thử chọn cái cung công cụ này đi. Rồi, đúng rồi. Rồi, ok, hầu hết các bạn biết rồi đấy. Cái thứ năm về tư thế ngồi, điều này rất quan trọng bởi vì cái body language nó ảnh hưởng tới chính người đó, ảnh hưởng tới người dạy và ảnh hưởng đến cả lớp. Do đó khi ngồi học mình phải có một cái quy định về ngồi, đó là ngồi thẳng lưng, đầu cổ thẳng. Ở trên này có một cái khoảng trống, ở dưới này có một khoảng trống và mặt mình ở chính giữa. Và set một cái rule như vậy. Nếu không nó sẽ gặp cái trường hợp như vậy này. Cái mặt như vậy cũng là ngồi, mình cũng thấy, nhưng mà các bạn thấy rất là khó chịu chưa? Đó, do đó các bạn phải có một quy định, đó là mặt mình ở giữa trung điểm của cái này và cái này, và ngồi thẳng lưng, không có ngồi chống tay chống cằm như vậy. Nó rất là uể oải và nó ảnh hưởng đến người khác. Thì đó là về quy định ngồi. Cái cuối cùng đó là về âm thanh và ánh sáng. Về ánh sáng á, bởi vì cái lớp học của Hằng nó là buổi sáng từ 5 giờ sáng đến 6 rưỡi sáng, và buổi tối từ 7 giờ đến 9 giờ, 7 rưỡi hoặc 7 rưỡi đến 9 giờ. Do đó thì ánh sáng á, nó ảnh hưởng tới cái năng lượng. Ví dụ như ngồi học trò mà ngồi cứ trong cái tối như vậy, mình thấy mặt rất là mờ nhạt thì mình cũng không thể là chỉnh sửa một cách kỹ càng được, và nó cũng ảnh hưởng tới người khác. Do đó ánh sáng luôn luôn có hai chiều. Chiều thứ nhất là chiều trước mặt tới sáng một cái, và chiều thứ hai là đằng sau tới một cái, hai cái đèn nếu như mình học buổi sáng và buổi tối, là phải có quy định về ánh sáng như vậy. Tiếp theo về một cái nữa, đó là để mà những cái đó diễn ra tốt thì mình phải có một cái buổi, gọi là Hằng luôn luôn có một cái buổi test máy. Nó diễn ra trước khóa học một ngày hoặc hai ngày, để trong buổi test đó để mọi người vào trải nghiệm, giống như các bạn đang hiện tại đang trải nghiệm vậy, thì sẽ biết được là mình cái tai nghe này nghe không được này, cái webcam này nó bị hư này, rồi cái chỗ ngồi này nó thiếu ánh sáng, và ai thiếu ánh sáng thì phải nói ngay để bạn đó đi mua đèn về liền. Và phải có một buổi test đó, và khi nào nếu như bạn đó chưa được lập một buổi test khác. Đó. Còn nếu không vào trường vào lớp á, là người này có mic, người này người kia không có cái video recording, cái video, thì nó sẽ tạo ra một không khí nhộn nhạo trong lớp, và những bạn nào mà không đủ cái tiêu chuẩn này là không cho vào học. Bởi vì sao? Các bạn nó sẽ không học được. Mình có thể tổ chức cho các bạn ấy một cái buổi học khác khi các bạn ấy đã khắc phục, chứ không phải là làm qua quýt để các bạn nó vào cùng học cho đủ giờ đủ tiết, nhưng mà sau đó bạn nó sẽ không học được và tạo cái tâm lý chán cho bạn đó. Thì đó là những cái kinh nghiệm của Hằng mà việc dùng như thế nào cho hiệu quả, và cái cách tổ chức lớp học, sử dụng công cụ và mua gói nào. Thì bạn nào tiếp tục có câu hỏi gì cứ inbox cho Hằng, cứ nói với Hằng, cứ raise hand. Bây giờ các bạn thực hành nhá. Các bạn thực hành công cụ raise hand, và Hằng sẽ mời từng người một hỏi tiếp. Rồi Hải Yến ạ. Dạ. Chị ơi cho em hỏi, ví dụ như là cái gói 15 đô một tháng á, là mình muốn thanh toán bằng thẻ visa em? Bằng thẻ visa em. Họ không chấp nhận thẻ nội địa. Thì thấy Zoom là một công ty rất tốt. Nghe nói cổ phiếu năm đi của tháng vừa rồi của Zoom tăng 72%, phí phới ghê.
Dạ cứ xài. À, mà đúng là nếu như không có cái đợt dịch này thì không biết khi nào chính phủ điện tử mới thúc đẩy và việc học online mới thúc đẩy được. Bởi vì cái tâm lý của mình á, đó là mình sợ học online. Nhưng mà cái việc mà ngày ngày đi học, đi trên đường vài tiếng, nó rất là mệt mỏi. Và học cũng chẳng được bao nhiêu trong cái đó. Cái việc học quan trọng nhất là từ học, chứ không phải là học từ thầy cô. Chị, cái gói mà em này em cũng có tìm hiểu thì có cái gói Zoom Education đó, thì cái đó nó có khác gì không, có rẻ hơn không? Gói Zoom Education 1,000 đô một năm. Nếu như em muốn mua thì chị gửi cho em cái contact của cái bàn sale đó, xong rồi em chia với bạn. Thì nếu như em cũng dài lâu dài thì mua gói 1,000 đô đó được, tầm khoảng 24-25 triệu. Mua từng tháng trước. Mua từng tháng trước. Các cái càng từng nấc thì các bạn ấy bắt đầu tăng cái chất lượng lên. Nói chung là Zoom rất là biết cách làm tiền. Mà với yoga là môn không thể học online. Bởi vì á, mình không thể là chỉnh học viên bằng cách mình thấy được, bởi vì mình thấy được chỉ một mặt. Mà trong khi đó để chỉnh sửa được học viên yoga mình phải thấy được 3 chiều thì mà chỉnh được. Do đó em có thể thay đổi cái giáo án học của em, giáo án dạy của em á, nó liên quan đến cả cái phần mà cả cái bài thở, là cả cái bài dễ này mà 17 bài thở của Sadhguru chị thấy hay, em có thể học về để sửa tỷ lệ inbox chị gửi cho ông link của ông đó luôn. Là chị cho lọc lại, chị dạy cả cái bài đó nó hiệu quả. Cảm ơn chị. Ok em. Rồi tiếp nào các bạn cứ raise hand tiếp nào. Rồi Hành Mi nào. Em bật mic lên nha. Rồi, ok em nói đi. Hằng cho em hỏi là cái Zoom này nó có cái chức năng share màn hình như là một cái bài giảng của mình chị? Có chứ. Đây. Để chị share screen. Thì đây, chị share cho em một cái này nhá. Thì em chỉ cần bấm nút stop share là nó stop share, nhưng mà kinh nghiệm của chị về việc share màn hình là cái việc dạy là cái việc truyền năng lượng. Do đó người dạy và người học phải thấy mặt nhau. Còn cái việc mà thấy màn hình hoặc thấy bài giảng đọc chữ là một việc cực kỳ nhàm chán, và đừng có làm dùng việc đó. Do đó mà mình phải bởi vì Zoom nó chuyên về các công cụ là coach. Do đó qua đây cũng tập cho học trò mình có một cái thói quen là tự học, chứ không phải lên lớp bắt đầu mới nghe giảng, mà là em có thể record trước. Em dùng công cụ Zoom này, em record được các cái bài giảng và em gửi cho học trò trước xem đi. Và cả câu hỏi của em đặt ra là gì? 1, 2, 3, 4. Xong rồi lên lớp, em chia nhóm ra cho các bạn thảo luận. Xong rồi em đi vào từng phần, em hỏi, em làm thế nào mà em tạo ra. Đừng có để cho các bạn liên tục nghỉ, bởi vì học online mà để cho các bạn có khoảng trống nghỉ ở giữa, tức là không thể nào không làm việc á, là các bạn ấy sẽ là bị sao nhãng ngay. Bị sao nhãng và đâm ra chán. Do đó em phải luôn nghĩ cách làm. Ví dụ nhóm này em làm việc nhóm này thì nhóm kia phải làm bài tập, và đến khi em quay là ngược lại một cái là em kiểm tra của nhóm kia. Nên là các bạn học với Hằng 1,5 tiếng xong ra là bại hoại chân tay luôn, đầu óc tê liệt. Lúc nào cũng làm mà Hằng không thể luyện tập là Hằng lá. Không phải ngồi mà xem được đâu. Thì em làm thế nào đó để cho tận dụng cái thời gian mọi người ngồi với nhau ở trên đó luyện tập được nhiều nhất. Và record cái bài giảng gửi trước cho học trò coi, đừng có lên đây rồi giảng mất thời gian của mình vào học trò. Lúc đó đứa ngã đứa nghiêng nữa, rất là khó để cho em có một cái tiết chay hiệu quả. Rồi chị Bình nào. Chị Bình bật mic nào. Em muốn hỏi chị Hằng là cái gói 15 đô ấy thì nó có chức năng chia nhóm để thảo luận hay không? Thứ hai nữa là cái gọi là cái duration, cái gọi là gì, cái thời lượng của mỗi một cái giờ học ấy, nó có giới hạn thời gian hay không, và cái số lượng người học gọi là lý tưởng cho mình cho từng gói là như thế nào? Ví dụ như là càng nhiều người học thì cái chất lượng đường truyền nó càng giảm đi hay không? Rồi, cái chất lượng đường truyền á là có, nó có giảm đi cho nhiều người, nhưng mà nó không đáng kỳ, Zoom nó rất là nhẹ. Trường hợp mà mình mà internet mà yếu quá thì mới bị out ra, còn là Zoom nó nhẹ lắm. Cái thứ hai đó là với gói thứ nhất, gói thứ hai thì
cái số lượng tham gia tối đa là 100 người, gói thứ 3, thứ 4 là 300 người. Đó. Nhưng tối ưu nhất để mà dài đó là tầm khoảng 16 người. 15 16 người một trong một cuộc gói ạ. Không, cho tất cả có, yes, cho tất cả có. Bởi vì khi đó 100 người nó lại chút, xong rồi nó lật qua cả cái trang nữa. Thì ngồi mà coi cái kênh YouTube nó thích hơn là lên học Zoom. Thấy chưa? Zoom nó thích hợp là coach hơn là teach là vậy. Thêm một cái nữa là chị Bình hỏi cái gì em quên rồi. Cái thời lượng của mỗi một gói ví dụ như là cái bản free đấy thì nó chỉ cho 40 phút thôi. Đúng rồi, còn là tất cả các bạn sau unlimited. À ok. Dạ đúng rồi, ví dụ như hôm nay dưới Trương Thiên Dung cái của em là từ sáng sớm cho đến tối. Không có bệnh gì cho 200 người. 150 200 người vào. Dạ. Thế thì cái việc mà mọi người bật tất cả video lên như thế này, bật camera lên không ăn thua, không ăn thua. Nó không có vấn đề gì hết á. Ừ. Dạ, cái màng của Việt Nam mình. Dạ, em thấy màng Việt Nam mình rất là mạnh. Dạ. Trường hợp mà ví dụ bây giờ bữa trưa em ngồi học là toàn là dùng 3G phát này. Dùng 3G phát vẫn dài bình thường bữa trưa. Nên màng Việt Nam mình rất xin, cảm ơn Viettel. Vâng. Chị thấy em hỏi một cái câu nữa, đó là cái điểm khác biệt nổi trội nhất của Zoom so với Google Meet là như thế nào ạ? Vì em thấy Google Meet nó cũng tương đối là nice. Em chưa dùng Google Meet nhưng mà GoToMeeting thì em có dùng rồi. Dạ, Google Meet em chưa dùng đâu. Từ ngày em biết Zoom này xịn này, bắt đầu được quéo Zoom từ hồi đó chứ. chị thử xem thêm Google Meet xem nó như thế nào. Dạ. Em có dạy, do cho em có ý kiến là vì em có dạy Meet ạ. Meet nó phù hợp với việc teach hơn là coach chị ạ. Dạ, nó vào được nhiều người và chủ yếu là để dùng để giảng. Ok, rồi thử thử theo.